Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Salon ô tô Topka. Và hôm nay em Chí lại xin phép cập nhật báo giá những mẫu xe hiện tại bên nhà em đang có. Và hiện tại bên nhà em cũng đang rất là vãn xe rồi. Quý anh chị mình đang có nhu cầu nâng đời hoặc là chúng ta có nhu cầu chuyển nhượng những cái mẫu xe đang sử dụng thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em có thể tư vấn cũng như có một mức giá tốt nhất để chúng ta có thể giao dịch được anh chị nhé. Và hôm nay em sẽ giới thiệu qua cho anh chị về những sản phẩm bên hiện nay đang có. Chiếc xe đầu tiên để gửi tới cho anh chị đó chính là một em Mazda CX-5 phiên bản 2.5 2018. Chiếc xe này thì mang cái nước sơn màu trắng và nội thất màu đen. Để nói thì Mazda CX-5 2018 thì bây giờ giá rất tốt anh chị nhá. Nó chỉ còn một nửa so với giá trị lúc chúng ta mua mới thôi. Tầm tiền bây giờ để sở hữu chiếc xe này bây giờ anh chị chỉ cần bỏ ra cho em khoảng tầm loanh quanh ngoài 600 một chút thôi anh chị nhá. Đấy. Bản 2.5 là phiên bản full nhất rồi. Đấy, và với cái động cơ 2.5 này thì anh chị sẽ có cho em là bản 1 cầu và bản 2 cầu. Đấy, bản 2 cầu thì nó rất là ít bởi vì cái giá nó mua mới cực kỳ là cao. Đấy, bản 2 cầu em nhớ hồi xưa để lăn bánh là khoảng tầm ngoài 1 tỷ tư. Đấy. Và bản 2 cầu tỷ tư, còn đâu bản 1 cầu thì chúng ta sẽ rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm tỷ 2 cho tới tỷ 3 anh chị nhá. Đấy. Chiếc xe này thì là lăn bánh hơn 7 vạn km còn rất là mới, rất đẹp anh chị nhá. Đấy. Má ghế, má ghế của chiếc xe còn rất là mới. Với cái bản 2.5 này thì nó sẽ hơn hoàn toàn so với cả bản 2.0 về động cơ này, về những cái tính năng option công nghệ nó cũng sẽ hơn anh chị nhá. Đấy, chúng ta sẽ có cho em như là cảnh báo lệch làn này, cảnh báo vượt trên gương này, hay là hắt kính này, loa bâu anh chị nhá. Đấy. Ghế da chiếc xe này còn rất đẹp, rất là mới anh chị ạ. Đấy. Cực kỳ là mới luôn. Đấy. Cũng đã có thảm sàn đầy đủ cho anh chị rồi. Đấy, cực kỳ là mới. Đây là một trong những cái mẫu xe mà CUV gầm cao đô thị 5 chỗ mà được rất nhiều anh chị mình tin dùng. Đầu tiên em nó là một chiếc xe của Nhật Bản nên nó rất là bền, rất là lành, tiết kiệm này. Hai là chúng ta sẽ sở hữu được một cái form dáng cũng như là thiết kế cực kỳ đẹp bắt mắt anh chị ạ. Cái mẫu xe này thực sự là rất là thành công tại thị trường Việt Nam. Đấy, cho tới cái mẫu 2024 bây giờ thì form dáng nó cũng gọi là phiên bản Philip thôi. Đấy, nên còn đâu là về tổng thể form dáng chung thì nó thực sự là giữ dáng anh chị ạ. Rất đẹp anh chị nhá. Đây cũng là một lựa chọn rất là phù hợp với anh chị nào chúng ta vừa mới lấy bằng này, hay là chúng ta đang có nhu cầu nâng đời nhưng mà với cái tầm tài chính khoảng loanh quanh 600 triệu thôi mà chúng ta vẫn muốn trải nghiệm một chiếc xe gầm cao này, bản đủ, kiểu dáng đẹp thì đây là một lựa chọn cực kỳ là hay anh chị nhá. Và chiếc xe này thì bên em vẫn có hỗ trợ banh nếu anh chị mình có nhu cầu quan tâm. Đây là chiếc Sedona và chiếc Ford Everest. Đây là hai chiếc xe bên em đã bán rồi. Đấy, và chờ ngày đẹp để bàn giao tới khách hàng. Trước cái Ford Everest kia thì cũng đã có biển mới rồi, có tên mới. Đấy, và anh chị nào đang có nhu cầu chuyển nhượng những cái mẫu xe như là Sedona này hay là Ford Everest thì có thể liên hệ trực tiếp bên em sẽ mua một mức giá tốt nhất trên thị trường cho anh chị. Sau đây sẽ mời anh chị mình cùng ngắm vào phía trong. Phía trong thì nhà em cũng rất nhiều mã sản phẩm đa dạng anh chị ạ. Đấy. Tại đây thì có một em gọi là sản phẩm gọi là cực kỳ là hot đây. Mua mới thì cực kỳ là đắt anh chị nhá. Mua mới khoảng tầm hơn 1 tỷ tư. Nhưng mà bây giờ giá trị cực kỳ hợp lý thôi. Sorento bản full máy dầu. Bản này của em là bản 6 ghế anh chị nhá. Một chủ từ mới biển Hà Nội. Đấy. Mang cái nước sơn màu xanh Kawasaki, nội thất kem cực kỳ đẹp anh chị ạ. Và giá bây giờ nó cực kỳ là rẻ. Có ngoài 900 triệu thôi anh chị đã sở hữu được bản full máy dầu lại còn bản 6 ghế anh chị nhá. Đấy. Với cái Sorento máy dầu một bản 7 ghế thì rất là nhiều rồi, còn 6 ghế thì thực sự là rất là hiếm trên thị trường anh chị ạ. Giá rất tốt và cũng là phù hợp để anh chị mình có thể trải nghiệm và nghiên cứu. Sơ bộ qua thì với Sorento bản full máy dầu thì sẽ được trang bị cho anh chị như là cam 360 này, hắt kính này, radar phanh khoảng cách này, cảnh báo lệch làn hay là cảnh báo va chạm phía trước này. Đấy. Nói chung là với phiên bản full này thì quý anh chị mình sẽ được trải nghiệm cho em full công nghệ tính năng an toàn cũng như là những cái tiện nghi giải trí mới. Và cái quan trọng nhất của cái mẫu này đó chính là về cái động cơ anh chị nhé. Đấy, động cơ 2.2 máy dầu Smart Trim. Về động cơ thì chiếc xe này cũng như Santa Fe thôi, đều được sử dụng máy mới là máy Smart Trim anh chị nhé. Đấy. Hay là tại đây thì em có một cái sản phẩm cũng rất là tốt này. Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Brand New. Xe cũng là tên tư nhân, một chủ từ mới biển Hà Nội, chạy 2.8 km, rất đẹp anh chị nhá. Đấy, chiếc xe này bây giờ giá nó rất hợp lý rồi. Thời điểm trước toàn 800 mấy và thời điểm này chúng ta chỉ cần bỏ ra có 700 mấy cho em thôi là anh chị mình đã sở hữu được rồi. Bản full này thì cũng được trang bị cho anh chị như là hắt kính anh chị nhá. Đấy, cứ bản full là anh chị sẽ được trang bị cho em hắt kính này. Nội thất cũng là nội thất màu đen anh chị nhá. Đấy. Nó cũng tương tự so với cả bản 2.5 đời 18 kia thì bản full cũng được trang bị cho anh chị là cảnh báo lệch làn này, hay là cảnh báo vượt trên gương này, loa bâu này. Đấy. Ngoài ra thì bản 2.0 Bre đời này thì sẽ được trang bị cho anh chị là cái màn hình điện tử anh chị nhá. Đấy, chỉ bản full mới được trang bị thôi. Phanh tay điện tử auto hold đầy đủ. Cực kỳ đẹp anh chị ạ. Đấy.
rất mới anh chị nhá. Đấy. Ngoài ra thì em có thêm một cái chiếc xe đây. Đấy. Một trong những dòng mã sản phẩm SUV gầm cao 7 chỗ thực sự là rất là hot trên thị trường anh chị ạ. À? Đấy. Ford Everest phiên bản Titanium. Đấy, chiếc này của em là bản 2. Turbo. Đấy, cái đời này thì chúng ta sẽ sử dụng là máy 2.0 turbo anh chị nhá. Bản này của em là Titanium một cầu. Đấy. Với cái bản Titanium một cầu cái mẫu 2021 này thì anh chị có thể thấy là cái đèn pha người ta đã làm thiết kế dạng đèn vuông này. Hay là mặt ca lăng nó cũng sẽ khác so với cả cái đời thế hệ 18, 19. Đấy. Vành hay là những cái về tổng thể ở phía ngoài thân vỏ thì nó cũng như đời 18, 19 thôi. Đấy, và tầm giá để bây giờ anh chị mình có thể sở hữu được một em SUV gầm cao 7 chỗ thương hiệu của Ford khoảng ngoài 900 anh chị nhá. Đấy. Để nói về Ford thì máy dầu của Ford nó là chấm hết luôn anh chị ạ. Đấy. Hay là về thiết kế này cho tới cái sự ổn định này, sự đầm chắc thì thực sự là Ford Everest nó gọi là tuyệt vời trong phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ ngoài 1 tỷ anh chị nhá. Đấy. Bản Titan này thì sẽ được trang bị cho anh chị là ghế điện hai bên này. Đấy. Hay là sẽ có lim speed này, hay là ga tự động cruise control này. Đấy. Cái cần số của nó sẽ là thiết kế dạng mới anh chị nhá. Đấy, hộp số 10 cấp. Đấy. Nói chung là về trải nghiệm hộp số 10 cấp này thì nó cũng rất là thú vị anh chị ạ. Đấy. Cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đấy. Riêng những cái tiếng đóng cửa của những cái mẫu Ford này thì nó gọi là nghe đã cái tai luôn anh chị ạ. Đấy. Ghế sau còn rất là mới nhá, rộng rãi. Đấy. Chiếc xe này thì là mang cái nước sơn màu đen và nội thất màu đen. Đấy. Nhìn nó rất là huyền bí, rất là nam tính anh chị ạ. Đấy. Cực kỳ đẹp nhá. Mẫu mã của nó thì chấm hết luôn anh chị ạ. Đấy. Đây là một trong những cái mẫu xe mà SUV gầm cao 7 chỗ thực sự rất là thành công. Đấy, với cái phân khúc này thì chúng ta sẽ có những tùy chọn như là Toyota Fortuner này, hay là Nissan Terra này, đấy, hay là Isuzu cái bản MUX này. Đấy. Nhưng mà phải nói về cái thị phần của Ford Everest thì nó luôn luôn chiếm lĩnh đấy, trong cái thị trường phân khúc đó. Hay là tại đây thì em có thêm cho anh chị một cái chiếc xe nữa đây. Đấy, vẫn là những cái mặt hàng MPV chiến lược nhà em. Kia Carnival phiên bản Signature máy dầu sản xuất 2022 vào rất là nhiều đồ chơi anh chị nhé. Em này thì bây giờ giá rất là mềm mại rồi, chỉ có 1 tỷ 2 mấy chục thôi anh chị ạ. Và giá vẫn rất là tốt, nếu mà anh chị mình nhu cầu thiện chí có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem xe nhé. Về những cái món đồ chơi được lên cho em nó đây, anh chị có thấy là đã được lên cho anh chị đôi bi gầm này. Bản Signature này thì sẽ có cho anh chị radar phanh khoảng cách này, cam 360. Đấy. Hay là đèn thì nó cũng sẽ làm cho anh chị là những cái cụm đèn full LED nhé, gồm có hai bóng đèn tách biệt, nó khác so với cả phiên bản Bre, cả phiên bản Luxury. Đấy. Còn đâu về dàn lốp thì đều sử dụng dàn lốp mít rồi. Đấy. Ngoài ra chiếc xe này còn được lên cho anh chị cái giảm xóc nhá. Đấy, nó sẽ nâng cái khoảng gầm nó thoáng hơn. Đấy, anh chị mình có thể sử dụng nó đa dụng hơn. Chiếc xe này tương đối là vào nhiều đồ chơi rồi. Đấy. Hay là chiếc xe còn lên thêm cái bộ gọi là nâng xi nhan lên trên cao anh chị nhá. Đấy. Rất là xịn sò. Nói chung là anh chị mà lấy chiếc xe này thì được lợi rất là nhiều cái đồ chơi. Đấy. Mà giá thì cũng rất là phủ lý anh chị ạ. Rất là hợp lý luôn, hợp ví luôn. Đấy. Ghế phía sau rất là mới anh chị nhá. Đấy. Với bản Signature này thì sẽ là ghế da màu đen và màu đỏ kết hợp. Đấy, nhìn rất là sang trọng này, hai cửa sổ nóc anh chị nhá. Đấy. Có rèm che dành cho hàng 2 và hàng 3 này. Đấy, điều hòa cái dàn phía sau này sẽ là điều hòa độc lập anh chị nhá. Đấy. Và cái sướng của phiên bản Signature cái đời nâng cấp này đó chính là về hai ghế sau người ta sẽ làm thương gia hơn, đấy, xịn sò hơn, có sấy mát ghế anh chị nhá. Có đỡ gối này, ghế cũng có thể là chỉnh điện này. Và cái độ ngả ghế nó sẽ rất là sướng hơn so với cả thế hệ trước là Sedona anh chị nhá. Đấy. Chung một chiếc xe rất là mới, rất đẹp anh chị ạ. Đấy. Bản full này thì đầy đủ tính năng rồi. Đấy. Có cả cho anh chị là vô lăng đi cắt carbon này. Đấy. Sẽ có hai cái màn hình điện tử dài liền khối. Đấy. Nhìn như những chiếc Mac anh chị ạ. Đấy. Và chiếc xe này có một cái cảm giác lái cũng như là cái tầm nhìn, tầm quan sát khi chúng ta ngồi lái thì thực sự là thoải mái anh chị ạ. Đi đường dài không phải lo mệt gì cả. Đấy. Từ người lái cho tới người ngồi phía sau không phải lo mệt trên những chuyến hành trình dài. Đấy. Hai ghế điện anh chị nhá. Đấy. Rất là mới, có thảm sàn đầy đủ hết rồi. Có cam hành trình, dán phim đầy đủ. Đấy, gần như là những cái đồ chơi cơ bản thì đã được vào hết cho anh chị rồi. Rất đẹp nhá. Đấy, bản này còn được trang bị thêm cho anh chị là cái cần số điện tử đúng xoay này. Đấy. Sạc không dây này, hay là sấy mát ghế phanh điện tử và bốn chế độ lái anh chị nhá. Đấy. Một chiếc xe MPV đa dụng và được trang bị rất là nhiều những đồ chơi, tính năng an toàn.
Và dưới cái nắp capo này là cái động cơ thế hệ mới Smart Trim 2.2 anh chị nhé. Đấy. Vận hành thì nó gọi là chấm hết luôn anh chị ạ. Đấy. Êm mái này, khỏe lại còn bốc nữa, tiết kiệm. Ngoài những cái mẫu sản phẩm bên em đang bày bán tại đây thì đang về rất là nhiều những mẫu sản phẩm khác. Anh chị mình đang có nhu cầu quan tâm, gọi là đang tìm hiểu và quan tâm những sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em hỗ trợ. Và có thể mời anh chị mình qua trực tiếp địa chỉ tại số 3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe, chạy thử cũng như có một mức giá tốt nhất. Tất cả xe bên em bán ra thì đều cam kết cho anh chị cả nhà mình là xe không tai nạn này, không ngập nước này, động cơ hộp số nguyên bản. Bao check test mọi nơi cũng như là có hỗ trợ ngân hàng nếu mà anh chị mình đang có nhu cầu hoặc là mình muốn hỗ trợ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi.